quá trời, ia lì ia luôn. Trời ơi, con lò 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 lò. Ủa đi đâu vậy ia biển nắng? Jimmy à, tao định làm món ăn này nè, nhưng mà chưa thấy ai để thử hết. Tao định gửi cho mày nè, mẹ coi ăn thử coi coi thấy ngon không. Ok cũng được á, để tôi ăn thử nha. Ủa món này là món gì vậy? Đây chính là món heo quay cháy tỏi chung với lại ớt chuông và khoai tây, siêu ngon luôn. Ý mà quên, nó phải có một rắc cái hương vị này vô nè. Đó, rắc vô rồi. Mày ăn đi, bảo đảm 100% là ngon hết sảy con bà bảy luôn. Cũng được á, tôi thấy á là ngon thơm thiệt á. Đặt vợ có gì đi ha, qua và của gì ha cùng ăn nha. Ok vậy cũng được. Thôi cảm ơn mày nhiều nha, tao đi về đây. Tạm biệt. Ok tạm biệt. Ú la la, cuối cùng cũng qua được cái làng hi hao rồi. Trời ơi cái bà nội Jimmy này, hồi nãy kêu đợi tôi một chút xíu đi, không chịu đâu mấy bạn. Một hai đòi đi trước, đi trước, bây giờ biết đang đâu nữa. Này Jimmy đâu rồi? Ồ đây rồi, quay Jimmy. Ồ cái món gì ngon vậy? Thôi mệt quá à, ông ăn đi. Ok ăn rồi đó. Ủa bà ăn miếng rồi hả? Cái gì nữa, đợi ông lâu quá à. Quay cái này ngon thiệt nha. Bà ăn rồi hả? Ừ ăn rồi, ngon. Ủa mà này đâu ra vậy? Cái này của hi hao bạn nó ám cho. Thì hạ bản năng ám. Ơi nó có rắc cái gì vô không vậy? Có rắc cái chai gì hồng hồng á. Rồi ôi giời ơi, rồi mơ màng rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, miên man miên man miên man miên man. Trời ơi, thế giới gì mà đẹp dữ vậy nè trời. Đẹp quá đẹp quá. Thế giới gì mà đẹp trời ơi. Bà không biết là bà vừa ăn cái gì đâu. Trời ơi, cái món ăn mà bà vừa ăn đó là của hàng bản nè ám. Nó rắc một cái gì vô á, làm cho mình ăn một phát xong mình chuyển, gọi là mình chuyển qua một cái thế giới khác luôn đó. Vậy có chuyện đó luôn á hả? Đúng rồi, rất chi là ảo mà. Ở đâu bỏ cây đó vậy? Cái cây mỏ lết của tôi xong nay nó đổi dạng luôn rồi. Đó, tôi đang nói rồi, bây giờ thế giới này là không phải là bình thường nữa. Trời ơi, biết rồi, tôi biết vấn đề này rồi, tôi đã từng trải nghiệm ở đây rồi. Và ở đây không phải là riêng thế giới này bị thay đổi đâu. Tất cả con người ở đây đều bị thay đổi. Trời ơi, mấy cái ngôi nhà sao bây giờ nó thành màu hồng rồi nè, đẹp quá vậy. Đúng rồi, mấy ngôi nhà đương nhiên là bây giờ trở thành màu hồng hết rồi. Mà bây giờ, trời ơi, tôi không muốn thế giới này bị như thế này cả. Trời ơi, tôi thích đi thế này à. Ý ha, Flame kìa với mấy bà lại bà coi thử đi, trời ơi. Ủa, đứa nào mới tới làng này hả? Tôi là một hi ha ở vũ trụ khác, tôi tóc xanh. Ồ, vẫn là hi ha vũ trụ khác mà tóc xanh à, cũng được, cũng được. Xin tự giới thiệu, tôi là hi ha Flam. Hi ha Flam. Flam là Lam, Flame là lửa đó cưng. Flam, ok, hi ha Flam. Ồ, anh bạn này chính là hi ha con trai đúng không? Hôm bữa tôi có nghe được từ những người khác giới thiệu về cậu rồi đây nè. Cậu từ một thế giới khác đến đây sao? Đúng rồi, tôi từ thế giới khác đến đây. Nhưng mà lần trước tôi đã tìm được cách về rồi, nhưng mà lần này không hiểu sao tôi lại qua cho đây lại nữa rồi. Trời ơi, đâu có gì đâu, qua bên đây thì cũng nhiều điều thú vị, cũng nhiều điều vui mà. Trời ơi, lần trước tôi không gặp được cậu, hôm nay tôi gặp được cậu rồi. Đẹp trai quá nè. Cảm ơn rất nhiều. Tôi biết là tôi đẹp trai rồi. Mà cậu có người yêu chưa? Có rồi. Tôi có rồi. Đừng có nói là cái bạn tóc xanh này nghe. Đúng rồi. Đây là người yêu của tôi rồi, nên tôi không có người yêu nữa đâu nha Flame ơi. Vậy thôi nghe. Ôi buồn quá. Vậy chừng nào mà có cần người yêu nữa thì kiếm tôi nghe. Ôi giời, bà lấy đâu ra bộ đồ gì vậy? Trời ơi, tôi đã nói rồi, thế giới này chính là thế giới con gái. Bà thấy không, những cái đứa con gái trong đây bây giờ nó đều là gì hết rồi, nó biến thành con gái hết rồi. Nhìn tôi dễ thương không nè, đó không nhìn đi, kệ con gái thì càng thích chứ chào đâu, đi đây. Trời ơi, lần trước là đi một mình, bây giờ còn có thêm bà nội với Mi qua nữa. Với lại, tất cả chuyện này là tại bà đó, nếu bà không có đưa tôi món ăn đó thì tôi đâu có bị biến qua thế giới này đâu. Trời ơi, biết vậy là tôi không có hồ đồ, tôi không có ăn liền vậy đâu. Để bây giờ tôi bị... Ôi, bên kia là hai đứa mặt trời đỏ và mặt trăng quỷ kìa. Đây nè, đảng coi thử coi. Trời ơi, lần trước là cái Hi Ha Flame mình cũng chưa có gặp. Lần này thì mình cũng chưa có gặp luôn các bạn ơi. Ủa, lần này mình gặp rồi, với lại gặp mấy người mới nè. Ủa, ai kịp? Hello.
cậu tóc xanh rồi. Trời ơi, đúng rồi, phải giới thiệu là Hi Ha nha. Ồ, con cậu này chính là Hi Ha con trai mà nghe lần trước là mấy người kia nói nè. Mặt trăng quỷ. Ồ, thì ra đây chính là cậu trai mà Hi Ha đó hả, đẹp trai quá vậy ta. Ê, có bạn gái rồi nha. Tôi có bạn gái rồi, đừng có như vậy chứ, bạn gái tôi sẽ ghen đó. Ủa, có bạn gái vô kìa, buồn quá à. Thế giới này á, không có... Ê, trời, nè, con gái gì mà con gái. Thì tôi đang nói mà. Trời ơi, thế giới này á, không có ai là con trai hết. Nên bây giờ có con trai là con trai đó rồi, phải có tôi mà biết không? Ôi, nhưng mà không được, tôi chỉ yêu một người thôi. Nên bây giờ thế giới này có con gái, nhưng mà tôi mới gặp mấy người mới lần đầu tiên mà sao mà quen được. Trời ơi, nếu mà cậu không biết tôi là mặt trăng quỷ, tôi là chị em sinh đôi với lại cái thằng mặt trăng, cái bé mặt trăng đỏ, mặt trời đỏ đó. Ôi, sinh đôi luôn hả? Ôi, sinh đôi, hai chị em sinh đôi mà nhìn khác nhau quá vậy trời. Bởi vậy tôi nói rồi, thế giới này nó đảo lộn gì khác khác là sao á, cái vũ trụ này nè. Ghê thiệt là ghê. Hai cậu có thể mời tôi vô nhà chơi không? Ai, nhà của tụi tôi không có cái gì hết á. Tụi tôi đang cắm trại rồi, không rảnh đâu hen. Chị cho tôi xin một cái cây đi. Không, để em cho tôi à. Nhỏ này á nha, ở đâu ra à? Tự nhiên có bồ, giờ tự nhiên qua đây xin người ta là sao má. Vô khác đi. Ui, kỳ à. Trời ơi. Trời ơi, mấy con em này dễ thương mà sao hung dữ quá vậy? Trời ơi, em chỉ gọi là hung dữ với mấy con nhỏ nào yêu anh thôi. Còn anh mình, anh qua đây là anh em cho luôn. Đi chỗ khác đi mày. Trời ơi, ôi, nó phun lửa qua cho Jimmy luôn kìa bạn ơi. Thôi, đi Jimmy ơi. Tụi này hung dữ quá, thôi, tạm biệt hai em nha. Bye bye anh, bye bye Nia đẹp trai. Trời ơi, mấy cái đứa không, tôi nói rồi, tụi mình bị chuyển đổi qua cái thế giới này. Ở thế giới này toàn là con gái không à. Mà sao tụi nó mơ ông quá vậy, ông có cái gì đẹp hả? Trời ơi, bà không biết hả, thế giới này là toàn con gái không hả? Nên vì thế con mình tôi là con trai thôi. Nên vì thế giống như trong đây tôi có một vàng harem vậy đó, hiểu không? Ôi ôi, cái này mà ông giả làm trai đẹp tỏ tình tụi nó chắc tụi nó khoái lắm á. Bây giờ cần gì trai đẹp đâu, tôi vô là đủ rồi. Ý bà nói tôi xấu hả, phải cần giả trai đẹp. Ý tôi đâu có nói vậy, tôi nói là ông đẹp, ông đẹp. Trời ơi, nghe là thấy buồn rồi đó mấy bạn ơi. Hôm bữa tôi coi được cái nhà của thằng Hi Ha Glit nè. Vô đây. Đâu. Đó, thấy chưa, nhà của Hi Ha Glit. Đúng rồi, nhà của Eaglet nhưng mà phiên bản nữ đó. Cái gì mà nhìn mọi thứ căng thẳng lắm. Đúng kìa, màn hình máy tính cũng màu hồng luôn, ước mơ của tôi. Đúng rồi, màu hồng nè. Nguyên căn nhà của nó là hình con gái hết luôn rồi. Nhìn lạ lắm, nhìn xinh xẻo lắm luôn. Ui trời ơi, đẹp dạ. Đúng rồi, mà hôm nay hình như nó đi đâu mất tiêu rồi, không thấy nó ở nhà. Mai á là tôi mới dẫn bà vô coi được đó, thấy chưa. Bây giờ thế giới này là bây giờ đi hết rồi. Ê, bây giờ tôi cũng muốn tôi mới có ý tưởng này hay rồi nha. Đi qua coi thử coi thằng Hi Ha Pha Ke bây giờ nó như thế nào. Hợp lý các bạn à. Đi qua Hi Ha Pha Ke thử coi, để coi nó có thể biến thành nữ không các bạn. Let's go. Ui, đằng kia kìa, với mấy đằng kia kìa. Ui, nhìn Hi Ha Pha Ke đó, nhìn có vẻ da dì lắm nha. Để coi thử coi. Trời, tôi cũng tò mò thiệt luôn mấy bạn ơi. Nó cũng là con gái luôn hả? Ui, đúng thiệt luôn kìa. Đúng là không, con người bên đây là giới tính thay đổi hết rồi. Ủa, sao bạn bị bắt ở đây vậy? Ồ, bạn bị người xấu hãm hại hả? Ai đã hãm hại bạn ra giông nổi như vậy vậy? Bên đây nó cũng bị bắt y chang bên kia luôn các bạn ơi. Mà bên đây con nhỏ này nó cũng lanh chanh lóc chóc luôn. Ủa, sao mấy mấy cái bạn kia bắt bạn vậy? Trời ơi là trời, trời ơi là trời. Coi mẹ kìa, nghĩ sao mà ghen tị với sắc đẹp của nó các bạn. Nó đen thui thù lùi à. Ủa, nhưng mà sao người ta nói bạn là giả mạo vậy đây nè? Trời ơi, đất ơi. Trời ơi là... Trời ơi là trời, nó giả mạo mà nó còn không chịu, nó là giả mạo nó kìa chứ mi. Ừ, lạ thiệt chứ. Ủa? Ủa mà ai bắt bạn vô trong đây? Ủa, không phải tôi mà đúng không? Đâu phải tôi là con trai. Tôi là con trai của thế giới này nè. Ôi trời ơi, tôi có làm gì đâu mà bạn thấy ghét, bạn kỳ cục quá vậy. Ôi, tội nghiệp bạn quá. Hay là mình mở ra cho bạn ra hàng. Ôi con quỷ con quỷ Pha Ke. Con quỷ ê con quỷ, mày đặt bài đàn, mày đặt vũ trai đó hả mày? Không, cái đồ hung dữ cái gì. Hai cậu á nha, đừng có tin lời cái con quỷ cái này. Nó là cái đứa giả mạo qua làng này để phá hoại đó. Sao
không ngờ bọn tôi phải bắt nó vô trong đó đó. Trời ơi, ôi ôi ôi, em đi con quỷ, mày là con quỷ, em đi. Con quỷ này nó nói nhiều lắm. Nó nha, nó là hàng giả mạo đó, mà nó còn đi qua đây nó tét quai tét quái nữa. Nó như là nó là người đúng gì đó. Bật hết cái mình nè. Ồ. Ôi mày mất dạy, mày nói tụi mày, tụi mày mày. Tao cho mày chết, tao cho mày chết. Cái đồ con ba kìa. Mày cẩn thận cái miệng mày nha. Mày mới là con quỷ đó, con quỷ giả mạo. Trời ơi, cái gì đâu mà hi ha và la me bên đây. Đúng là đanh đá thiệt chứ, đúng là mấy đàn bà con gái. Gọi là nóng như tính, nóng như kem. Đầu nó chửi tôi luôn kìa. Ôi mày, mày đừng có chửi tao, cẩn thận nha mày. Ôi con quỷ kìa, con quỷ kìa, con quỷ kìa, con quỷ kìa. Ê, tao nói cho mày biết nha, tao á là tao cấm mày chửi anh Hi Ha đó nha mày. Ôi Hi Ha và la me ơi, nó chửi tôi kìa. Hi Ha và la me ơi, đâu con quỷ cái này, con quỷ cái này, tao đốt mày, tao đốt mày, tao đốt mày, con quỷ. Mày là thứ ung thứ ngục, chết đi mày. Ôi trời ơi, chết đi, cái đồ có bánh bèo nhiều giá màu. Trời ơi, cái khói này cũng khói hình trái tim luôn hả trời. Cái thế giới gì đâu vậy trời. Trời ơi, ơi bớt đi em ơi, bớt đi em ơi. Bé lửa, trời ơi, cảm ơn bé lửa đã giúp anh nha. Trời, không có gì anh ơi. Ai mà ai. Mẹ nó, cái con quỷ cái này. Tao nướng mày luôn quá, tao nướng mày luôn quá. Con quỷ, mày im cái bò mày lại đi. Thôi cảm ơn em nhiều nha bé lửa. Hẹn gặp em sau. Bye bye anh. Hẹn gặp lại sau. Vừa lắm, con quỷ. Mày đâm mẹ. Mày thấy ghét. Định thả mày mà mày nói chuyện thấy ghét. Mày đuổi tao, tao khỏi thả mày luôn. Mày ngu. Ngu cái đồ con quỷ, cái đồ con quỷ, quỷ. Đồ quỷ. Bye bye em. Trời ơi, bực bội cái đứa pha ke. Thầy pha ke này thế giới nào nó cũng trẻ trâu thiệt luôn á, bực cái bội thiệt. Trời ơi, thấy cho bà thấy cái thế giới này như thế nào. Bà nhìn đi, con gà bây giờ nó cũng biến thành con gà Sicula nữa nè. Anh đùng ghê dữ vậy trời. Đó, bởi vậy tôi mới nói thế giới này nó bị vấn đề gì rồi. Trời ơi, trời ơi, nguyên thế giới toàn là kẹo bông với lại toàn cái gì đâu không à mấy bạn ơi. Ui, ở này có 1H404 là Jimmy qua nhà nó thử không? Đây, theo tôi. Cái nhà này bây giờ, trời ơi, cái gì đâu mà có hai cây cái gì, đèn cây trái tim gì ở trên nhà luôn kìa. Vô. Bing bong. Ai vậy? Ok. Vào vô mấy ơi, nhớ đóng cửa, Nè, hết bạn ngồi đi. Dạ, tôi là Hi Ha vũ trụ kháng tóc xanh. Nhưng mà tôi chỉ mời cậu chàng trai, cậu Hi Ha này tới thôi. Bạn con trai, con gái đi ra ngoài đi. Trời, kỳ quá vậy, chắc tôi vô chung với mà. Thôi, chuyện kìa, tôi đang muốn nói chuyện với lại cái anh nàng xíu. Trời ơi, thôi Jimmy ra ngoài xíu đi Jimmy ơi. Trời ơi, thông cảm nha. Đâu, bây giờ bạn muốn nói tôi cái gì vậy? Bạn H1H404. Trời ơi, tôi mới nhận được một thông tin đó chính là cậu là người trai đẹp đến làng này đúng không? Trời ơi, trai đẹp đến làng gì đâu. Tôi bị đi nhầm thế giới mà nó cũng đâu phải là đẹp trai lắm đâu. Nãy mình nhìn tôi dữ vậy? Jimmy? Trời ơi, thì tôi đứng như vậy thôi cũng kỳ quá vậy. Ôi chơi cha. Trời ơi, nhưng mà có chuyện gì không? Bất ra là tôi ở đây á, là thế giới này toàn con gái và phụ nữ luôn à. Nên như thế tôi cần một tình yêu đích thật. Hay là cậu ở lại thế giới này là người yêu của tôi luôn đi. Trời ơi, không được đâu, tôi có người yêu rồi đó. Trời ơi, người yêu của cậu có lo lắng cậu được không? Để tôi cho. Tôi ở đây là nhà giàu nè, cậu muốn cái gì tôi cũng chịu được hết. Thôi, tôi đang chỉ muốn có yêu một người thôi, tôi không muốn yêu người khác đâu. Ui, với lại H1H404 này mặc quần rách như vậy. Sao bạn mặc quần rách như vậy? Gu của tôi không hợp mặc quần rách như vậy đâu. Trời ơi, bạn kỳ cục quá. Cái này là cái xì tai của tôi. Xì tai của tôi gọi là xì tai C2K. Xì tai gì ngộ quá, G2K mà quần rách vậy hả? Thôi, chắc là không hợp gu nhau rồi đó. Tôi đi nha, H1H404 ơi. Trời ơi, mới gặp chút xíu chứ gì đợi đi rồi. Thôi, hẹn gặp lại sau, cũng đi, bye bye. Ok, bye bye. Đi liền mấy bạn ơi. Tôi thấy này kiểu này nó không ổn tí nào á Jimmy à.
Trời ơi, nó đòi làm quen tôi gì từ lứa đó, ghê muốn chết luôn. Mà con nhỏ này á, nó mặc đồ G2K gì á, nó làm mặc đồ G2K gì á, mặc đồ rách rưới từ lứa nè. À, tôi hiểu rồi, G2K, G2000 á. Trời ơi, thế giới này căng thẳng quá mấy bạn ơi. Trời ơi, tôi không muốn ở thế giới này nữa, thấy chưa? Tôi nói với bà rồi, tôi không muốn ở thế giới này. Thế giới này mọi thứ nó bị đảo lộn cái gì á. Vui mà. Trời ơi, vui gì mà vui. Trời ơi, tôi thật sự không muốn đi thế giới này xíu nào á. Bà trông vui vẻ quá ha. Ủa, gió vui mà trời. Ai, bé Hảo Liễn ơi. Thì à, đẹp. Ủa, biết tên tôi hiển lâu. Tôi xin chào, tôi là Hi A, nhưng mà là con trai. Thôi, tôi biết rồi, tôi biết tên của cậu rồi. Có nhiều người ở đây để giới thiệu cậu lắm rồi. Cậu là một người của... Tôi không quan tâm bà đâu. Tôi quan tâm chàng trai này, thôi đi ra đi. Đây chính là chàng trai là của lòng tôi đây rồi. Cái gì mà của lòng cô là sao bà nội? Trời ơi, cậu không biết hả? Thế giới này không có con trai, chỉ có cậu thôi đó. Cục viên nè. Ôi giời. Nhưng mà ôi, bé heo ủn nỉn. Đây chính là con heo mà xương. Ủa, nhớ bên thế giới con trai của mình nó là một con ngựa xương mà trời. Bên đây là một con heo luôn hả? Có gì hả? Đây là bé heo ủn nỉn của tôi đó nghe. Dễ thương luôn á. Nhìn nó mắc cười kiểu gì á mấy bạn ơi. Nhìn nó cứ kiểu gì á. Không biết đẹp kiểu nào nữa, xuống quá. Tôi đẹp hơn. Ê con quỷ này, mày nói chuyện ăn nói với đàng hoàng nha. Bé heo ủ niệm của tao là đẹp nhất đó nha. Mày biết tôi là ai không? Tôi là bạn gái của anh chàng này nè. Cái gì? Bạn gái của anh chàng này sao? Trời đúng ơi quá. Anh ơi, anh đừng có quen con nhỏ này, con nhỏ bị tào lao. Anh quen em đi. Trời con ơi, nhỏ này, ơi, đi chỗ khác tôi. Đi chỗ khác liền. Tao không thích mày đó, đi chỗ khác đi. Mà làm gì vậy chứ mấy? Trời ơi, mà đuổi theo nó đi mất tiêu luôn rồi. Ai, mệt bực bội thì chứ không hiểu sao đi ra gặp cái con nhỏ này nữa. Thôi mà anh ơi, cho em làm quen được không? Không được bạn ơi, mình có người yêu rồi, đây là người yêu của mình đang đi theo mình nè. Trời ơi, người đẹp trai như vậy mà yêu con nhỏ gì đâu, xàm xí đú à. Thôi, tạm biệt, bực cả bội. Đi thôi bé yêu. Trời ơi, bởi vậy con lạc lạc này là con gái hết nên đâu có ai trân trọng bà đâu, tôi được trân trọng nè. Trời ơi, trời ơi, bây giờ thì làm gì đây trời, thôi về lại, bây giờ làm cách nào để về lại thế giới thường đây nè. Trời ơi, chạy đi mất công nó là phiền lắm đó, bé heo của niệm nó đi đâu rồi. Ôi trời ơi, bây giờ làm sao để về lại thế giới thường đây.